Hiện tại tôi có mặt tại nơi lăng bài cổ chính và trước mặt tôi. Và để tiếp tục tiến vào bên trong. Rồi, thì ngày nào ở đây cũng nổi gió lên ầm ầm đây, quay trời gió rồi, ngày nào cũng gió lên ầm ầm. Và ở đây tôi đang đứng trước chánh điện, rồi cái kè đây, thì ngày hôm nay xuất hiện một con cái kè ở chỗ đây. Và để tiếp tục thì ngày hôm nay thì ai là phải để mở tờ lễ các chi gì đây, đây qua trời chào 4884 đấy miền Nam ạ. Và tâm linh rất ơn ngọc thì ai cái lọc để mở tờ lễ các chi gì này, và tôi sẽ tiến vào bên trong để mở tờ lễ. Và điều gì sẽ xảy ra ngày hôm nay tại nơi lăng bà cổ chính và các chi gì ở đây. Ở phía sau thì có bụi trúc. Rồi, tiếp tục ngày mới thì nơi này. Thì ai gặp đây để mà ta là cái chi gì tại nơi lăng bạch của chính. Đấy. Thì tôi sẽ tiếp tục đặt đồ và lên hương tiếp theo. Tử vi 12 con giáp và điều gì sẽ xảy ra ngày hôm nay. Rồi, một ngày mới. Và ngày hôm nay là ngày Mậu Tý. Và ở đây sẽ tử vi 12 con giáp ngày hôm nay tại nơi lăng bài cổ chính này. Thì tôi đang tiếp tục để mà đặt đồ lên hương. Đây, tâm linh tôi ở ngóc thì đã cho về miền Nam đó 4884 vậy. Và điều gì sẽ xảy ra ngày hôm nay tiếp tục để mà ta lại. Thì hôm nay cũng có bánh trái sửa tiền những bạc này cũng như để mà khẩn cầu ta lễ các chi gì. Và điểm đến thành công tốt đẹp tại nơi này. Rồi, hiện tại thì gió đang nổi lên ầm ầm, ngày nào cũng vậy. Đấy, tôi đang thắp nhang lên thì gió nổi lên quá kinh khủng lên.
chim chóc đang kêu phía ngoài. Rồi thì để tiếp tục là tôi sẽ lên hương tờ lại tiếp theo đấy. Ai lập đây để mà tờ lại tâm linh rất ở ngọc và để mặt nợ của chính và cái chị ở đây. Trước là biển cả mênh mông quá trời. Và để tiếp tục đi thì nơi này đã đặt đồ đã xong và bên tay sửa tiền nhiệm bạc này để trả lời đó thì ai cái là lòng thành ở đây thì điều gì sẽ được tài lộc may mắn tiền tài mọi sự thành công ở đây. Còn ai không có lòng thành thì cũng không có lòng cả. Và ở đây mọi sự bình an tiền tài rực rỡ thì tử vi 12 con giáp tại nơi này và trước mặt tôi. Rồi đó là lòng thành là cũng như ủng hộ chúc bánh trái tiền nhân bạc đấy. Thế cây đó là lòng thành, còn không có lòng thành thì cũng không có lòng tất cả. Nam mô A Di Đà Phật, nhờ chứ gì cái gì ở đây, đất đai diêm trạch thành vàng bốn xứ bạch ngọc thái giám quan tam quốc lý thượng trước tỉnh đài nguyên trưởng đầu lộ cây cả phong mạc qua tại nơi cô chỉ đang ở đây này. Hiện tại phái thì nổi gió lên ầm ầm lúc nào cũng vậy đấy. Đây là sự tâm linh ở nơi này. Đây, vừa khấn vái thì sẽ nổi dây gà đang gió lên qua khủng khiếp được. Thì hiện tại gió đã tắt đèn rồi thì tôi sẽ mau lên. Rồi để tiếp tục thì ngày hôm nay cũng có chút bánh trái tiền nhiệm bạc để mà tại đây đó. Thì ai có ủng hộ chỗ đây thì sẽ được may mắn tiền tài được rồi, còn ai không có ủng hộ ở đây thì cũng như cũng không có cả. Và cô chính hiển linh và phù hộ đô thị mọi sự thành công tốt đẹp bình an đô sự tiền tài rực rỡ thì đếm hiển thị tại này. Cũng như trứng gà này sẽ đứng lên, đó là trứng gián phù hộ lộ thi. Đấy, ai có lộc thành ở đây, Nam Mô.
Và để tiếp tục thì tôi sẽ xin kèo tại nơi này. Và ở đây trứng gà này sẽ đứng lên. Tiền tài rực rỡ, may mắn tiền tài. Ai có lộc thành thì sẽ được tài lộc, may mắn tiền tài và mọi sự thành công tốt đẹp, bình an vô sự. Nam mô Đức Phật. Không không. Trứng rớt nổ rồi. Hiện tại thì ở đây đang văng xuống nổ giống như bữa. Rớt xuống cười bùm. Hiện tại trứng đang sắp sửa nổ rồi. Không một. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ cho nổ luôn. Hai lần. Không hai. Nổ kêu bùm hai lần đây. Không hai. Không ba. Không bốn. Không năm. Trứng đang bể ở phía trên đấy, nổ phía trên rồi. Đấy, đang sắp sửa nổ phía trên này. 06. 07. Nổ lên 3 lần cùng ở phía trên này. 08. Chắc cái lệnh ngày hôm nay nổ rất lớn này. 08. 08. Trứng này mà đứng lên là nổ như tưng bừng. Hiện tại thì đã nổ 3 lần rồi. 08. 09. 10. Rất là gió. Mười một. Mười hai.
13. Mười lăm. Mười sáu. Quậy quay ơn ốc luôn đấy. Mười bảy. Mười tám. Mười chín. Hai mươi. Hai mươi mốt. Hai mươi hai. Hai mươi ba. Hai mươi bốn. Hai mươi lăm. Hai mươi sáu. Hai mươi bảy. Trứng đàn bể 3 lần và nổ đến 3 lần thì ngày hôm nay trứng này mình đứng lên thì sẽ thành công, sẽ nổ 27, nổ lớn 27. Hai mươi tám.
29. Ba mươi mốt. Rồi 31, 31 đã đứng rồi. Thì hiện tại Trứng đã đứng 31 tại này, đã xin kèo thành công. Đây, ngày hôm nay nổ 3 lần đấy. 31 và 13 ở đây. 31, 13 sẽ nổ. Nổ dè ghẻ luôn. Trứng rớt lên đến 3 lần. Nổ bùm bùm. 31, 13. Rồi, quải luôn. Hàng số 3 ứng ấp luôn. Và thì lọc bùa với số miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Cô chính và các chị, cô các chị ở đây phù hộ đô thị. Rồi, điểm đến đặc biệt phù hộ đô thị nhờ cô Hiển Linh. Và ai lọc để mà tài là các chị gì. Và để mà Hiển Linh thì tôi sẽ tốt tiền nhân bạc này. Và phù hộ đô thị mỗi sự thành công 12 con giáp. Bình an vô sự, tiền tài, tài lộc, may mắn. Nam mô Phật phù hộ độ trì. Đấy. Thì một lát nữa tôi sẽ cho nổ. Nổ. Thì tôi sẽ đốt tiền nhật bạc này. Và ngày hôm nay là ngày rồi thì tôi sẽ đốt đi nhưng mà ở phía ngoài rất là gió. Thì tôi sẽ cho nổ tiếng gàng. Đấy. Trứng gà này đã nổ rồi thì tôi sẽ cho nổ trứng gà lên luôn. Thì ở đây thì lọc lại để mà trả lời các chị ở đây. Và ai chưa đăng ký kênh, nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi.